Xin chào các bạn, và mình đã quay trở lại rồi đây. Thì trên tay trái của mình là mẫu DW6900 và bên tay phải là mẫu là GD-X6900CM. Thì thoáng nhìn qua thì các bạn sẽ thấy hai mẫu này đều có một kiểu thiết kế, cái phần vỏ bên ngoài cũng như là cái phần mặt hình bên trong thì tương tự, y chang nhau, không có gì hết. Nhưng mà nếu các bạn nhìn thấy ở đây thì mẫu GD-X6900 này lại có kích thước to hơn rất là nhiều. Vậy thì ngoài cái ngoại hình to nó ra không thì hai mẫu này còn khác nhau ở điểm gì thì ở video này mình sẽ phân tích cho các bạn cùng xem nhé. Rồi ok, thì mẫu DW6900 này thì được ra mắt cũng khá là lâu đời và kiểu dáng của nó có thể đạo gọi lên là một cái huyền thoại của dòng đồng hồ chi sóc của Casio luôn. Thì phía trước các bạn sẽ có một cái sang mặt với kích thước là 53.2 nhân với 50 và độ dày tổng thể của mẫu này sẽ là 16.3mm. Trọng lượng của nó cũng khá là nhẹ, nó khoảng là 67g. Thì mình rất thích cái mẫu mà cái kiểu dáng của con DW6900 này đây, thì nó hiện như nãy mình có nói thì cái mẫu là kiểu dáng truyền thống giống như cái mẫu là DW5600. Rồi còn mẫu GD-X6900CM này thì như thế nào? Phần vỏ trước của nó thì các bạn thấy đây, nó rất là to, rất là ngầu. Họa tiết phân camo quân đội rằng ri, cực kỳ ngầu luôn. Thì ở phía trước các bạn sẽ có một sang mặt cũng khá là lớn, lớn hơn so với mẫu DW hồi nãy. Nó sẽ là 57 x 53mm và độ dày của chiếc đồng hồ này sẽ là 20mm. Trọng lượng nó cũng nặng hơn, nó nặng gần 90g. Đó. Ở bên này chắc con nhái, bên này chắc con cóc quá, to quá. Cả hai mẫu này đều đồng sở hữu chất liệu là phần vỏ và phần dây đều làm bằng nhựa, trang bị mặt kính khoáng và đồng chống va đập và chống nước ở độ sâu 200m. Đó. Bây giờ mình sẽ xăm soi hơn về phần vỏ phần dây. Ở mặt trước thì to hơn rồi ha, thì tất nhiên là phần dây, bản dây nó cũng to hơn. Nhưng mà cái phần bản dây của cái mẫu CD-X6900 này thì nó làm có họa tiết rằn ri, nhìn rất là quân đội. Mấy bạn nào hay núp lùm thì chơi con này được. Cái điểm mà mình thích nhất của cái mẫu GD-X6900 này đó chính là cái phần khóa của nó là đây. Phần khóa của nó là phần khóa kim loại chứ không phải là phần khóá nhựa như là cái mẫu là DW6900. Thì cũng dễ hiểu rồi, cái phiên bản DW6900 này của mình là một phiên bản gọi là cơ bản nhất của dòng 69. Đó, dòng 69, cơ bản nhất của dòng 69. Thì ngoài ra cái mẫu 69 này cũng có rất là nhiều phiên bản tùy biến và nhiều màu sắc cũng như là bộ sưu tập khác nhau. Thì những bộ sưu tập của nó nếu các bạn nào thích thì các bạn để lại comment thì mình sẽ đem ra hết tất cả những mẫu 69 luôn và mình show hàng cho các bạn cùng xem. Rồi cùng quay lại về chức năng của nó. Thì do kích thước nó cũng thay đổi này và đương nhiên thì phần module nó cũng thay đổi luôn, cho nên ở chiếc DW6900 module nó sẽ là mã số là 3230. Nó chỉ có những chức năng cơ bản như là báo thức, đếm ngược nè, stopwatch nè, nhắc giờ, cơ bản như vậy. Và các bạn sẽ có một cái nút bấm đèn ở đây thôi, và đèn của nó là không có auto light, các bạn bấm là các bạn xem thôi chứ không có tự động được. Còn riêng mẫu GD-X6900CM này đây thì các bạn sẽ có những chức năng nổi trội hơn, đặc biệt hơn. Các bạn sẽ có một module 3420 tích hợp bên trong và chiếc đồng hồ này có khả năng theo dõi được giờ thế giới, stopwatch, điểm ngược, báo thức, nhắc giờ. Và đặc biệt cái chức năng mình thích nhất là khả năng hỗ trợ đèn nền tự động auto light. Thì khi các bạn đeo những chiếc đồng hồ mà có auto light thì trong môi trường bóng tối các bạn chỉ cần giơ tay lên một góc 40 độ thì màn hình sẽ tự động sáng và các bạn sẽ dễ dàng theo dõi được thời gian. Có một đặc điểm nữa mà mình phát hiện ra thì mình rất là thích ở với những chiếc đồng hồ mà auto light mà không có tách solar. Những cái chiếc nào mà có tách solar á thì khi các bạn đã mở auto light rồi thì mặc định auto light nó sẽ mở xuyên suốt cho đến khi bạn tắt thôi. Thì những cái chiếc đồng hồ đó thì khi các bạn ở ngoài điều kiện bên ngoài môi trường sáng như bây giờ mình đang quay video nè thì auto light nó không sẽ không có sáng. Đó, thì mình nhấn mạnh là nó không sáng, chỉ khi nào trong môi trường ánh sáng yếu hoặc là tối thì nó sẽ sáng thôi. Còn đối với những mẫu mà auto light thông thường như là cái mẫu GD-X6900 này đây, nó không có tách solar. Thì khi các bạn đã mở chế độ là auto light rồi thì đúng thì qua sáng ngày hôm sau chức năng nó sẽ tự động tắt. Bắt buộc là qua ngày hôm sau các bạn phải mở lên trở lại. Thì qua mở lại đúng không? Sáng hôm sau nó sẽ lại tắt. Cho nên các bạn sẽ không phải lo nghĩ về vấn đề mà pin chiếc đồng hồ sẽ bị giảm do là các bạn nghiêng tay mà chiếc đồng hồ nó sáng lên, khi mà các bạn không muốn coi giờ mà nó vẫn sáng thì nó sẽ hao pin. Thì không, tới sáng là người ta tắt rồi, rất là lịch sự. Ok. Ok, và đó là bài so sánh tổng quan của mình về mẫu DW6900 cũng như là mẫu GD-X6900CM này. Các bạn thích mẫu đồng hồ nào hơn? Theo mình thì chiếc đồng hồ DW6900 này sẽ phù hợp với những bạn mà có cổ tay tay nhỏ
Còn những bạn mà vượt thủ có cổ tay lớn thì các bạn nên đeo cái mẫu GD X690 ở đây. Nhìn nó hầm hố hơn, nó mạnh mẽ hơn, đẹp hơn và những tính năng của nó vượt trội hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc, đóng góp, ý kiến cho video sắp tới cũng đừng ngần ngại. Hãy để lại ngay bình luận phía dưới video. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đừng quên so sánh gì thì cứ để lại bình luận phía dưới nha.